300 ngàn một cây mà giá sỉ này thì ok đó nha. là mình bao ship luôn. Bao ship luôn. Ừ, Sỉ là khoảng bao nhiêu cây mình mới? 50 cây N 50 cây là sỉ. đúng rồi. Ồ, Chết mẹ, cái này khô quá, tí khô này là... 50 cây sỉ im chứ à. Đó, dễ chơi vô cùng. À đúng là cái giá này rất là dễ chơi thật sự, tại vì cả nhà biết cái số lượng nhà vườn anh Tú làm rất là nhiều, do đó thì bán cái giá nó vừa phải để chúng ta về chơi nè, mua đi bán lại nè, rất là hợp lý. Nếu như mà giá sỉ đó hợp lý lắm á. Hàng này là nói chung là năm nay là chỉ có mới ra mắt thị trường năm nay thôi nha, Đúng rồi, đúng rồi. chưa này có chưa Và cái hàng này là hàng chơi Tết luôn ha. chơi Tết luôn. Nụ đúc sao đâu Nụ nè, đúc ok nụ đúc ok không? ok Đây để em coi coi. nè, quay bên hàng đây là thành phẩm nữa, nó chưa À, bên đó chưa hình phẩm hả? ừ À ai biết đâu. tao phải lên gông lên rìu đàng hoàng À lên rêu nè. à. Đây cả nhà xem nụ nút nè, nụ nút mà nụ già nha, nụ nó đã rám rồi nè, rất là ok nha. Gốc thì 100% là đều xử lý đế như thế này. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em sẽ dẫn cả nhà mình đến một vườn mai cũng khá là đặc biệt ha. Thì khi mà chúng ta đến cái vườn mai này và thấy những cái mẫu cây này là nó là cái nét đặc trưng của anh chủ cây đây ha. Thì ở đây là vườn mai của anh Tú Nguyễn, cái nick Facebook là Tú Củ Cải nha. Thì ở đây là như bên nhà vườn mình là chuyên bên gốc tứ quý nè, cả nhà xem. Đây, gốc tứ quý và đặc biệt là mai sắn ha, đặc biệt là mai sắn. Và ở đây thì được coi như là mệnh danh là trùm mai sắn nha cả nhà, tại vì bên nhà vườn mình làm mai sắn rất là nhiều, hàng chục ngàn cây như thế này luôn, mà ở khu vườn khác nha. Đây em chỉ chia sẻ cả nhà mình một số ít tại vườn mình thôi. Thì cả nhà mình theo chân em để tham quan cái khu vườn này. Nó có cái gì đặc biệt ha. Đây mai sắn này cả nhà mình thấy mê chưa, gốc tứ quý nha. Thì mai sắn thì nó là một trong những cái dòng mà nở cực kỳ đều luôn ha. Thì do đó thì bên nhà vườn mình thích những cái dòng này, do đó thì ghép rất là nhiều luôn ha. Rồi chúng cả nhà mình theo chân em nha. Ồ cả nhà ơi, thì trước khi mà tới khu vườn này thì em không hề biết bên nhà vườn của anh Tú đang làm những cái công trình này, phải nói là rất là đặc biệt nha. Phải nói là bây giờ hiện tại em ngồi đây mà còn mắt chữ O, mồm chữ O đó, rất là lạ luôn, rất là dễ thương nha. Cái này là không có, này vô tình thôi, em đi chơi ngang tại chỗ em với chỗ anh Tú là rất là thâm tình, chỗ như anh em ruột trong nhà vậy đó. Mà hôm đó này ít có ra, nay ra thấy cái công trình này nó quá lạ, với lại nó không có đăng trên những cái kênh khác nên mình không biết, thì nó rất là dễ thương nè cả nhà. Đó, đây ảnh làm những cái dạng tiểu cảnh mai sắn nè, những cây này cây trực ha, và có củ đế nè, rất là dễ thương luôn cả nhà xem nè, và số lượng cực kỳ nhiều luôn. Phải nói ông anh của em là ông có cái đầu óc, phải nói là cái tư duy rất là lạ luôn cả nhà, và đặc biệt làm những cái hàng mai sắn, những cái hàng mai gì cũng vậy, nói chung rất là lạ luôn. Đầu óc kinh doanh kinh khủng lắm. Cả nhà xem thì cái hàng này để một hồi em nhờ ổng báo giá cho chúng ta nha. Này quay này cũng vô tình thôi mà thấy nó rất là dễ thương nha cả nhà. Hàng này thì em nghĩ là chắc cô chú anh chị mình rất là thích nè, mà cái giá không cao đâu, em nghĩ giá không cao. Rất là dễ thương nha. Ôi ôi, xuất sắc luôn. Cả nhà mình thấy nè. Ông làm cái gì vậy trời, thấy thương chưa? Và có hai cái mẫu nha, một là cái mẫu màu đỏ đỏ bên này nè, hai là mẫu màu trắng bên này. Thì một tí nữa em sẽ nhờ ảnh ra để báo cái giá, tại do có khách đang coi cây ở phía trước. Rồi thêm một cái nữa thì bên nhà vườn mình có cái lô phôi này nè. Lô phôi này thì em cũng có quay cho cả nhà mình hôm rồi xem ở nhà vườn của Bắc Mười thì đây ảnh cũng có đem về một số nè. Và cái hướng của ảnh thì sắp tới, lúc trước làm hàng mai tứ quý lớn nhiều lắm, nhưng mà cái hướng sắp tới là anh sẽ làm những cái hàng mini, mini để bàn một hai người bưng như thế này ha. Hàng tứ quý như thế này rất là đẹp nha cả nhà, thấy cưng chưa, xuất sắc luôn á. Hàng nhỏ này nha cả nhà, hàng nhỏ này nhưng mà cái giá trị nó khá là cao nha, tại đây ảnh mua lựa cây đẹp không à. Đấy rồi, hàng này thấy cưng quá là có giao lưu nè, một xíu nữa thì em sẽ nhờ ảnh giới thiệu chúng ta. Rồi mình vào những cây lớn đi. Thì ngoài những cái hàng mà như tiểu cảnh mình này thì bên nhà vườn mình có những cây mai sắn cũng gốc nhất thôi, giá rẻ rẻ mà làm cây đổ quá nha, đổ rất là nhiều luôn, số lượng hàng chục ngàn cây mà. Còn ở trong khu vườn của kia của anh rất là nhiều cái dạng dạng nó như thế này nè,
Rồi và những cái cây lớn thì bên này ha. Thì ở đây đa phần thì ảnh ghép siêu bông Sài Gòn nè, rồi một số dòng cúc và mai dạo tự sắn ha. Ở đây thì có một cái cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn nè, này chắc ảnh để thả lấy bò, thả này thả nuôi cốt chứ không phải thả lấy bò nha cả nhà, nuôi cho cái cốt nó to. Cái nét chơi của ông anh em cũng hơi dị dị chút, không giống người ta. Đấy, anh em mình thấy chưa, rất là lạ nha. Đây là cây tứ quý này ghép cái gì đây? Ồ, cúc hai tầng nè cả nhà mình thấy nó có hai cái lớp nè. Thì tất cả các cây tinh vườn đều có giao lưu nha cô chú anh chị, mình yêu thích cây nào, yêu thích cái nào thì cứ alo nhà vườn, rất là dễ thương ha. Đây bên phía bên phải em thì có một cái cây mai sắn, nó rủ rất là quằn quại luôn. Mai sắn là ở đây là một trong những nhà vườn nuôi rất là đạt nha cả nhà. Cô chú anh chị mình vào những cái clip trước của em xem là bên nhà vườn mình nuôi cực kỳ đạt luôn ở khu vườn khác á. Ở đây thì có một cây cây tứ quý. Tứ quý cốt này thì thuộc cái dạng cốt hiếm nè cả nhà. Và ghép cúc thọ hương ha, đang bông rất là đẹp luôn. Thì cái địa chỉ của khu vườn mình là tại ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì một trong những địa phương hàng năm thì tung ra thị trường cũng rất là nhiều những cây mai vàng ha, mai bonsai, mai mai Tết, mai tặng thông rất là nhiều. Ở đây là cây mai tứ quý ghép cúc tư long ha. Do em làm mai giống nay khoảng 6-7 năm rồi, do đó thì mình nhìn cái màu lá hầu như là biết hết nó là cái giống cái loại gì cả nha. Cái cốt ghép nè. Rồi ở đây có một em tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn ha. Và đặc biệt bên nhà vườn mình có những cái hàng mà hàng bonsai mini cực kỳ dễ thương như thế này nè cả nhà. À, bây giờ cái gu của ảnh là bây giờ là làm cái hàng bonsai mini. Những cái hàng này, hàng bonsai mini nó được cái là mình dễ bưng bê cả nhà. Dễ bưng bê, vận chuyển nào nó cũng khá là ok luôn ha. Rồi đem quay cái khu hàng lớn bên này rồi bắt đầu qua bên khu hàng mini cho cả nhà mình ngắm. Hồi trước là anh làm cái hàng lớn nhiều lắm, nhưng bây giờ tự nhiên đổi gu à, khoái hàng mini kìa. Hàng một người bưng thì nó khỏe ha. Đây. Cây này ghép Đa Phúc. Đây thì anh tập trung là nuôi cốt ha cả nhà. Cây mai nuôi cốt rất là bự luôn nè. Chứ đúng ra như người ta thì người ta sẽ banh tàn ra cho nó đủ cái phơm là bán rồi ha. Còn đây là nuôi thả cốt, do đó cả nhà mình thấy nó không chưa có vô phơm. Những cây nào vô phơm là nó tầm khoảng 3 năm rồi cả nhà. 3 năm vô phơm rồi mới rút cốt mới vô phơm được. Đấy. Và có những cái cây tứ quý rin nè, rất là đặc biệt. Tứ quý anh cũng nuôi cốt, cây này thì cái hướng của nhà vườn mình là dự định làm cây bonsai rin. Thì nó cái lợi của cái cây tứ quý mà làm bonsai rin đó là mình có thể giao lưu được với mấy anh em ở miền Bắc ha. Miền Bắc thì mình có thể mua về mình chơi, tại vì tứ quý bông quanh năm với lại nó chịu được cái khí hậu lạnh ngoài đó. Thì do đó thì để cung ứng thị trường thì bên nhà vườn mình có làm một số hàng rin như thế này. Thì không riêng gì mấy anh em ngoài Bắc đâu, anh em Nam trong Nam cũng vậy, những cây như thế này đẹp như thế này thì trong Nam mua cũng không có ha. Đây. Ở đây có một cái cây tứ quý, cái nồi đế này rất là đẹp nha. Tại ảnh chừa cái tược này chi để nuôi cái rễ ha. Nuôi cái rễ cho nó to với hạn chế bị cháy rễ. Bên ngoài nè, ở nhà xem cái dàn cốt nè. Rất là đặc biệt nha, rất là tuyệt vời nha. Đấy. Nuôi cây rin rất đẹp. Thì tứ quý được cái bông nó quanh năm rồi cả nhà mình biết rồi ha. Do đó thì làm cây rin chơi cũng rất ok luôn. Thì cái nếp của bên nhà vườn mình mà tối có live stream bán những cái hàng mà mai sắn và đổ đổ như thế này nè, là cái nếp bà trùm mai sắn á. Và bên này có rất là nhiều những cái hàng bonsai mini ghép tứ quý. Đặc sản là tứ quý nha cả nhà, tứ quý nuôi cốt nữa nè, tứ quý nuôi bonsai nữa nè. Thấy chưa?
do dày đã thì à, những cái cây gọn gọn mini rất là dễ thương luôn cả nhà. Cái anh Tú thì anh chơi đa dạng đó nha, đa dạng phong phú lắm, cái nét chơi nó cũng hơi quái quái. Đây những cây bonsai rất dễ thương, nuôi cốt già. Cái này cây cây mai tứ quý ghép bạch mai này, dòng bạch mai Tân Tân nè. Bạch mai này thì nó là một trong những cái dòng mà bạch mai mà bông to và đẹp nhất trong tất cả các dòng bạch mai ha. Thì hôm rồi bên nhà vườn em có cây mai bạch mai Tân Tân mà cây đổ á, nó nở một cái rất là đẹp ha. Đây có một em cúc tư long nè, cúc tư long nở nè cả nhà. Tư long là một trong những dòng mà cúc mà bông to nhất, nó không phải to nhất nhưng mà một trong những dòng to nhất của dòng cúc ha. Và nó nở dày nè cả nhà, bung cánh rất là đẹp. Và cây này thì được nhà vườn mình sửa cây thắt đổ nè, cây rất là già ha, nhỏ nhỏ vậy chứ có giá trị lắm nha cả nhà. Đấy, xuất sắc chưa, lâu quá không ra vườn anh, có nhiều cái hàng cưng quá cưng. Đây rất xuất sắc ha. Ở đây có một cái cây mai sắn nè cả nhà mình xem, nuôi khủng khiếp. Đây cái tàn cực kỳ to luôn. Cây này thì ghép rất là già mùa cả nhà. Mình ngồi ở dưới cái tán nó mà nó mát rượi luôn cả nhà, kinh khủng chưa. Ôi ôi đẹp xuất sắc ha. Và ở đây có được cái rừng mai xoắn nè, rừng mai này thì một trong những cái tác phẩm cũng rất tâm đắc tại nhà vườn này. Cái này thì hồi đó em nhường lại cho anh Tú nè, đẹp lắm. Ảnh thì thích mai xoắn nên làm một cái thuyền mai xoắn nha. Rất là đặc biệt cả nhà. Cái cây đây có cây mai sắn, không biết ở trong bên trong có nó nội dung sao mà quá trời cái tàn luôn. Ôi ôi cái gốc nó già khủng khiếp. Quá trời, cái nhà vườn nuôi nè cả nhà. Đây là một trong những cây cũng rất đẹp tại vườn nè. Mai sắn. Cái này gốc tứ quý nha cả nhà. Xuất sắc chưa? Quá đẹp. Ở đây có một cái cây mai đại lộc ha. Cái này thì cũng ghép gốc tứ quý mà cái cốt của nó quá trời, cốt một bắp tay rồi cả nhà. Này đại lộc ha, nụ nút quá trời, cái nút nó to đùng luôn nè. Cây tứ quý. Tứ quý này ghép đa phúc luôn nha cả nhà. Đẹp, nhà vườn tại chưa có làm cỏ ha, nhưng mà làm cỏ ra mấy cái bệ này khủng khiếp lắm. Rồi thì em qua bên cái khu hàng mini rất là dễ thương nha. Và những tất cả những cái hàng này thì đều bên nhà vườn mình đều có là giao lưu hết nha. Không biết như có bán rồi chưa hay chưa đó, chứ còn ở nhà mua thì bên nhà vườn vẫn giao lưu. Trời ơi cái bệ xuất sắc thiệt chứ, nhà vườn nuôi hay thiệt. Riêng về em thì em nuôi mai sắn không được, nhà vườn nuôi hay quá, đẹp quá đẹp ha. Nhỏ nhỏ thôi, những cái hàng mà cầm tay như thế này đó nha, một người bưng nữa ha, để bàn đồ rất là dễ thương.
Ở đây có cây sâm hương. Cây này thì hồi xưa chính tay em làm cả nha. Chúng ta tiến vào gặp anh chủ nha. Rồi chào anh Tú nha. Rồi chào cô chú anh chị nha. Bắn tim bắn tim. Nói chung nãy giờ thấy cái lô này cũng thấy cũng khoái dữ lắm rồi, mà giờ muốn biết cho khán giả trên kênh em là cái giá nó sao nè. Này lẻ thì bao ship luôn là 600 ngàn một cây như vậy. À, đâu anh bưng lên thử cây cho bà con mình coi coi. Tại nhiều khi là không có người đứng không biết so sánh nó như thế nào. Đây cả nhà mình xem 600 ngàn cây như thế này. Cái này thấy cưng lắm nha cả nhà. 600 ngàn thì phải nói là cũng rất là hợp lý. Cái tiền ship nặng lắm nha. Tiền ship nè, rồi chậu nè, rồi công làm tiểu cảnh, đắp rong, đắp rêu, rồi cây nữa. Tiền cây cũng hết mấy trăm rồi. À, hợp lý. 8 ngàn cái hàng này dễ chơi chứ hả? Hàng này là độc lạ. Và cái số lượng rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đông nhất vô nhị nha. Rồi cái này ví dụ như có để giá sỉ nha bà con mình mua đi bán lại đồ này nọ không? Sỉ thì nửa giá. Sỉ nửa giá thôi. Tại vì bán dễ chơi chứ hả? Nửa giá là 300 ngàn. 300 ngàn một cây mà giá sỉ này thì ok đó nha. Là mình bao ship luôn. Bao ship luôn. Sỉ là khoảng bao nhiêu cây mình mới? 50 cây. 50 cây là sỉ. Đúng rồi. Ồ. Chết mẹ cây này khô quá tí khô. Này 50 cây sỉ im chứ à. Dễ chơi vô cùng. À đúng là cái giá này rất là dễ chơi. Thật sự tại vì cả nhà biết cái số lượng nhà vườn anh Tú làm rất là nhiều. Do đó thì bán cái giá nó vừa phải để chúng ta về chơi nè, mua đi bán lại nè, rất là hợp lý. Nếu như mà giá sỉ đó hợp lý lắm á. Hàng này là nói chung năm nay là chỉ có mới ra mắt thị trường năm nay thôi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa ngày có hết trơn á. Và cái hàng này là hàng chơi Tết luôn ha. Chơi Tết luôn. Nụ nút sao đâu. Nụ nút ok. Nụ nút ok không? Ok. Đây để em coi coi. Nè, quay bên hàng đây nó thành phẩm nữa nó chưa. À bên đó chưa thành phẩm hả? Ừ. À ai biết đâu. Nó phải lên gông lên riêu đèn hoàng. À lên riêu nè. Ha. À. Đây, cả nhà xem nụ nút nè, nụ nút mà nụ già nha, nụ nó đã rám rồi nè. Rất là ok nha. Gốc thì 100% là đều xử lý đế như thế này hết. Đúng nha. Đúng rồi, gốc nhớ xử lý đế. Để coi em coi cái chiều cao của cái núi này coi. Cái này khoảng 5 tấc nha cả nhà, 5 tấc tới đáy luôn, khoảng 5 tấc rưỡi nha. Cái đó đó. Cái chậu này thì cái miệng nó chắc khoảng 3 tấc ha. 3 tấc bật mấy. Là nhắc lại cả nhà mình là cái hàng này lẻ là 600 ngàn một cây thôi. Còn sỉ là 300 lấy từ 50 cây. Rất là hợp lý luôn nha. Dễ chơi. Phải dữ lắm. Dễ chơi dễ làm. Cái này là bán. Hai anh em không coi như là không có kịch bản không gì hết. Tự động em đi ngang em ghé em quay vậy hứng ghé quay thôi chứ cũng không ai kêu quay nữa. Không ai vô tình quay vô nữa. Tình phát hiện không? Tại hôm nay chưa á. Đây cho lên gông rồi mong lành đàng hoàng. Như cây này thật. Nặng khiếp à. Này tiền ship cũng bộn à, nặng dữ thần hồn vậy hả? Ừ, nặng mà. Trời đất ơi. Em ơi, cây này quá đẹp luôn nè. À, để chụp tấm hình cái coi. Rồi, lấy lúa. À, lấy hai tay đi. Cưng dữ lắm cưng nha cả nhà. Chỉ có 600 ngàn một cây như thế này hả? Ba. Trời ơi. Đẹp quá. Mình hiện tại có khoảng được bao nhiêu cây vậy? Ờ, khoảng 500. Khoảng 500 cây như thế này. Quá wow, quá xuất sắc. Ta ủ mưu lâu lắm rồi đó. Cái hàng này theo như em nghĩ nha, cô chú anh chị mình có cái hướng mà để mình mua bán Tết á. Thì tới thương lượng giá cả làm sao này nọ đó thì cả nhà mình lấy số đi bán, nghĩ chắc bán dễ bán á. Nó mới lạ. Cái giá hợp lý chứ. Tại biết sao nghĩ không? Thấy cái sự ẻo lả nè. Nó uống ẻo lả của nó này không? Nó mỏng manh nè. Mà nó kết hợp với một cái sự thô kệch thôi không? Mà nó cứng cáp rồi. À. Giống như là nhu với cương vậy đó, hay lắm. Xuất sắc. Không mang tính phong thủy rất là cao luôn nha. Hay nha, đầu óc ông anh em ghê lắm. Rồi quá ok thì như đây thôi. Đấy thôi cái clip nó dài, nãy giờ quay cả nhà mình xem những cái cây đẹp rồi thì nhà bà báo giá những hàng này thì mọi chi tiết cả nhà mình cứ liên hệ nhà vườn. Cái số điện thoại thì em để ở dưới phần tiêu đề để chúng ta tiện liên hệ nha. Rồi cách thích clip ha anh Tú. Ừ. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.